Thần tài trí thắng mặt, 5 con giáp biết mệnh gặp thời, hướng lộc trời, siêu giàu có đúng 3 ngày tới. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp gặp may mắn, đổi đời giàu có trong 3 ngày tới, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, tức là từ ngày mùng 9 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11 âm lịch. Giàu có đúng 3 ngày tới, hân hoan chào đón cái niềm vui. Đây là những con giáp được thần may mắn chiếu mệnh trong 3 ngày tới, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy. Xin được vỗ tay chúc mừng những con giáp có tên dưới đây, bởi các bạn chính là những đứa con cưng của thần may mắn trong 3 ngày tới, 3 ngày cuối tuần này. Những con giáp này vốn là những người hiền lành, lại chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm ăn. Vậy nên, những cái sự cố gắng và nỗ lực của các bạn trong quá khứ sẽ được ông trời đền đáp một cách xứng đáng. Và đặc biệt trong 3 ngày tới đây thì nhiều bạn sẽ nhận được tin vui trong cái vấn đề tài chính. Những cái dự án mà các bạn đã thực hiện trước đây thì được dịp sinh lời, nên tiền cứ thế mà sinh sôi nảy nở, chảy ào ào vào túi của các bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận đào hoa của những con giáp này trong 3 ngày tới cũng sẽ được nở rộ, các bạn được người khác theo đuổi và tỏ tình. Vậy nên các bạn hãy hoan hỉ, mở rộng vòng tay để đón nhận những cái tình cảm đến với mình và lựa chọn cho mình một cái người phù hợp nhất. Một lần nữa xin được chúc mừng những con giáp có tên trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, từ ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 11, không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, nói chung trong thời gian này thì những người tuổi Tý có cát tinh chính ấn nó chiếu rọi, nên là công danh sự nghiệp thì là cái điều mà các bạn quan tâm hàng đầu trong cái thời gian này. Và trong thời gian này cũng đem lại cho các bạn nhiều cái tin vui. Con giáp này làm việc thì chuyên tâm, cố gắng hoàn thiện những nhiệm vụ được giao, nên được cấp trên đánh giá cao bởi cái nỗ lực đó. Cái việc làm ăn kinh doanh của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng sẽ vô cùng là thuận lợi, mang lại cái nguồn tiền bạc dồi dào. Bản mệnh cũng gặp được nhiều cái may mắn nên dễ dàng kiếm được tiền về tay. Các đối tác thì đều là những người đáng tin cậy, đôi bên có thể nhiều lần hợp tác thành công, nên các bạn cũng có thể đặt kỳ vọng vào việc hợp tác lần này. Bên cạnh đó, trong 3 ngày tới đây thì cũng được cát tinh nó chiếu mệnh, nên là chuyện tình cảm của những người tuổi Tý cũng vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Những người tuổi này thì có những cái phút giây êm ấm và mãn nguyện bên cạnh những người mình thương yêu nhất. Bản mệnh có thể an tâm vì bên cạnh lúc nào cũng có người sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu các bạn. Vì vậy, để gia tăng những cái vận may cho mình trong thời gian này thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới. Và con giáp may mắn tiếp theo không ai khác thì đó chính là những người tuổi Sửu. Kính thưa quý vị, nói chung trong 3 ngày tới thì những người tuổi Sửu được vượng tài lộc nhờ có chính tài nó hậu thuẫn. Các cơ hội kiếm tiền trong thời gian này thì cũng gia tăng, có thể mạnh dạn hợp tác làm ăn lớn, tha hồ mà hốt vàng hốt bạc của thiên hạ. Tuy nhiên, dù có định làm gì thì các bạn cũng phải tính toán một cách thận trọng, nên tiến hành từ tốn, tránh nóng vội mà lại làm hỏng việc đó. Những người làm công ăn lương thì có cái nguồn thu nhập khá là ổn định, không phải đắn đo quá nhiều. Và trong 3 ngày tới đây thì các bạn làm việc vô cùng là hăng say, có những cái suy nghĩ và cái hành động táo bạo, có thể tạo ra nhiều cái giá trị mang lại cái lợi ích cho tập thể. Chỉ cần bản mệnh tập trung cái tinh thần, khẳng định cái năng lực thì con đường thăng tiến của các bạn trong 3 ngày tới cũng được mở rộng. Bên cạnh đó, vận trình tiền bạc của những người tuổi Sửu cũng khá là ổn nhờ những cái kế hoạch tiết kiệm hoặc là nhờ những cái kế hoạch kinh doanh khá là hợp lý của các bạn. Nếu muốn giàu hơn nữa thì các bạn cũng có thể lên kế hoạch đầu tư làm ăn sinh lời. Hơn nữa, thời gian này thì cũng không nên cho vay tiền, phải tích cóp để dành cho những kế hoạch sắp tới đây, đặc biệt là cái kế hoạch cuối năm đó. Bên cạnh đó, cái cát tinh nó cũng sẽ dần dần xoa dịu những cái mâu thuẫn trong tâm hồn còn đọng lại trong các mối quan hệ yêu đương của những người tuổi Sửu. Các bạn và người ấy sẽ cảm thấy vô cùng là hòa hợp, từ cách sống đến những cái hành động nhỏ trong cái thời gian này. Ngoài ra thì bạn bè cũng sẽ đem tới cho các bạn những cái giây phút thoải mái trong cái thời gian này đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới, 3 ngày cuối tuần, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 3 trong ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7, ngày 9 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11 ấy, không ai khác đó chính là những bác tuổi Thìn, đúng không ạ? Thưa quý vị, những gia chủ tuổi Thìn trong cái thời gian này thì được thiên tài nó chiếu mệnh. Nó báo hiệu những người tuổi Thìn dễ gặp may mắn ở cái phương diện tài chính vào trong 3 ngày tới. Đặc biệt là trong thời gian này thì thứ tài có dấu hiệu may mắn bất ngờ như là trúng thưởng, được phụ cấp hoặc là gì, đòi được nợ. Tiền từ các khoản còn tồn đọng bỗng trở nên về tay, hoặc là gặp may mắn khi mà bốc thăm trúng thưởng. Đó, những người kinh doanh thì buôn may bán đắt, đạt được cái doanh thu như ý muốn. Trong công việc thì mọi việc vẫn đang tiến triển một cách ổn định. Các bạn đã phát huy ổn định cái năng lực của mình, hiệu suất thì được gì đảm bảo. Các mối quan hệ tại nơi công sở cũng được hài hòa tốt đẹp, cũng tạo ra cái nguồn động lực làm việc mỗi ngày cho những con giáp này. Bên cạnh đó, các bạn cũng là những người khéo léo, đối nhân xử thế nên là luôn được mọi người yêu mến. Đấy. Thêm nữa, trong thời gian này thì có cát tinh nó hội họp, nó sai chiếu, vậy nên con đường tình cảm của những người tuổi Thìn cũng thuận lợi. Người độc thân nếu có cơ hội thì gì nên năng nổ ra ngoài giao lưu, tìm cho mình một nửa yêu thương. Và trong 3 ngày tới đây ấy, thì còn là cái thời điểm mà làm cho tình yêu nó tiến triển thêm một cái bước tiến mới. Có thể sẽ làm lành với nhau hoặc là gì tính đến cái chuyện hôn nhân, kết hôn sớm. Và đặc biệt thì trong 3 ngày tới, đúng không? Cũng sắp tới cái dịp lễ Giáng sinh thì quý vị có thể là tìm cách hâm nóng lại cái tình cảm của mình. Đấy, trong cái đêm Noel tuyệt vời này. Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó. Tiếp theo, con giáp thứ tư mà chúng ta xét đến đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, những người tuổi Ngọ được các tinh tam hợp nó che chở, nó giúp đỡ trong 3 ngày tới, vậy nên những người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn ở hầu hết các phương diện. Công việc mặc dù phải gặp nhiều cái áp lực và cản trở ban đầu, nhưng về sau đó thì đều được tháo gỡ và đi đến kết quả ưng ý hoàn toàn tốt đẹp. Cơ hội thăng tiến trong công việc cũng đang được mở rộng. Chỉ cần con giáp này xác định được cái mục tiêu rõ ràng thì cơ hội sẽ đến trong tầm tay. Bên cạnh đó, cái công việc của những người tuổi Ngọ ấy, nó hanh thông thuận lợi, nó kéo theo cái tài chính của những người tuổi Ngọ cũng được khởi sắc. Dù là chính tài hay là thứ tài thì đều có sự tăng tiến vượt bậc. Đấy. Điều đó mang lại nhiều cái may mắn về tiền bạc cho những người tuổi Ngọ. Cơ hội đầu tư kinh doanh cũng đang tới, chỉ cần bản mệnh thấy hứng thú là có thể đưa ra quyết định khá nhanh và dứt khoát, kiếm tiền về bội túi trong thời gian này. Đó. Thêm nữa, lại được cái ngũ hành nó ủng hộ nên là cái chuyện tình duyên, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Ngọ cũng có những cái chuyển biến bất ngờ. Duyên lành thì đang tìm đến, những người độc thân thì có cơ hội mở mang cái quan hệ, được nhiều người mai mối, dễ tìm thấy cái đối tượng phù hợp. Tuy nhiên, người đã yên bề gia thất trong thời gian này cũng lưu tâm bởi đào hoa nó quá vượng, có thể sẽ biến thành đào hoa dữ và gây ra nhiều cái rắc rối. Vì thế, quý vị hãy tận dụng cái cơ hội này, đúng không ạ? Hứa hẹn và nhau đi lên kế hoạch nghỉ lễ trong cái đợt Giáng sinh sắp tới đây, hoặc là gì cái đợt Tết dương lịch để quý vị có những cái giây phút ngọt ngào và hâm nóng lại cái tình cảm của mình. Đó. Và để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 ấy, tức là từ ngày mùng 9 đến ngày 11 ấy, thì đó chính là những gia chủ tuổi Mùi. Quý vị thân mến, nói chung ấy, những người tuổi Mùi thì con đường công danh sự nghiệp nó sẽ được phát triển rực rỡ. Đấy, nhờ có sự xuất hiện của chính tài. Đấy. Nói chung ấy, những người tuổi Mùi dễ gặp may mắn khi đưa ra các quyết định tài chính trong cái thời điểm này. Nhưng mà quý vị nên nhớ, khi mà tiền bạc đang dư giả thì các bạn cũng cần phải có kế hoạch quản lý một cách thích hợp. Các bạn nên ưu tiên một phần để trả nợ, một phần để tiết kiệm cho cái việc đầu tư trong tương lai. Và bảo đảm cái tương lai trước khi mà muốn mua sắm cái gì. Công việc thì cũng khá suôn sẻ khi mà bản mệnh đang có được những cái điều kiện thuận tiện. Đó. May mắn hiện tại thì cũng không tự nhiên mà có được. Đó là bởi các bạn nhận được cái sự giúp sức của rất nhiều người. Do đó, những người tuổi Mùi nên trân trọng và bày tỏ cái sự biết ơn với những người đã hậu thuẫn mình trong suốt thời gian vừa qua. Tiếc rằng với những người tuổi Mùi thì cái ngũ hành nó không ủng hộ. Nó cho thấy là bản mệnh cần phải chăm sóc sức khỏe cho bản thân nhiều hơn, Con giáp này nên quan tâm đến cơ thể của mình nhiều hơn, tránh cái tình trạng là gì? Để bản thân nó bị mệt mỏi quá sức trong thời gian dài. Quý vị nên sắp xếp thời gian dành cho công việc và nghỉ ngơi một cách hợp lý là cái điều cần thiết để gì? Để có đủ cái năng lượng để tiếp tục công việc trong thời gian tới. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Đó. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 không ai khác đó chính là những con giáp tuổi Tuất. Thưa quý vị, nói chung trong 3 ngày tới thì những người tuổi Tuất được cục diện tam hợp và lục hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên nó sẽ mang lại nhiều cái may mắn cho những người tuổi Tuất trong 3 ngày tới đây. Đó. Các bạn sẽ giải quyết công việc với cái tâm thế là hào hứng, tự tin. Có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện kịp thời. Với khả năng nhạy bén của mình thì những người tuổi Tuất sẽ nhanh chóng nắm bắt được những cái thời điểm quan trọng trong công việc. Lại có thêm sự hỗ trợ từ quý nhân nên mọi việc đều được giải quyết một cách là êm đẹp và cát lành, đúng không ạ? Bên cạnh đó, cái cát tinh nó cũng hỗ trợ, nó trợ vận nên những người tuổi Tuất còn dễ dàng làm ăn khấm khá. Đặc biệt là những người làm công việc tay trái hoặc là những người làm nghề tự do thì các bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện cái đời sống, hoàn thiện bản thân của mình. Và trong 3 ngày tới đây thì mọi công sức của các bạn có vẻ như đã bắt đầu cho cái thành quả. Các bạn sẽ gặt hái được những cái thành quả xứng đáng với những cái nỗ lực của mình bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên, trong cái thời gian này thì không được cái cục diện ngũ hành nó ủng hộ nên là cái vận trình của những người tuổi Tuất cũng xảy ra nhiều xung đột tranh cãi với bạn đời của mình. Nói chung trong thời gian này thì cũng tiêu tốn khá nhiều cái năng lượng. Vợ chồng thì đồng sàng dị mộng, không hiểu ý nhau nhưng lại không chịu mở lòng để chia sẻ. Mâu thuẫn thì ngày càng chồng chất và không khí gia đình thì ngày càng căng thẳng. Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc của mình và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cũng như là giúp cho vượng vận tình duyên đối với những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, đó là những tuổi sau. Thứ nhất là tuổi Tý, thứ hai tuổi Sửu, thứ ba tuổi Thìn, thứ tư tuổi Ngọ, thứ năm tuổi Mùi và thứ sáu là tuổi Tuất. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội tậu nhà sắm xe trong 3 ngày tới đây, 3 ngày cuối tuần này. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.